Ok, xin chào mừng anh em đã quay trở lại với Alphard Computer. Như các bạn có thể thấy thì năm 2018 là một trong những năm cách mạng của những chiếc màn hình với tần số quét 144Hz. Khi mà các anh em game thủ đi mua những chiếc màn hình để phục vụ với nhu cầu đó chính là chơi game, giải trí, thì cái yếu tố mà anh em vẫn đặt lên hàng đầu đó chính là cái màn hình đó nó có được hỗ trợ 144Hz hay không. Rồi anh em mới quan tâm đến những cái yếu tố khác như là thời gian đáp ứng của chiếc màn hình này là bao nhiêu, được sử dụng tấm nền VR, IPS hay là TN, rồi được trang bị công nghệ AMD FreeSync hay là G-Sync, bla bla các thứ. Tuy nhiên, đây là năm 2019, khi mà tần số quét 144Hz ở trên những chiếc màn hình không còn hot nữa, hay nói đúng hơn là nó đã bão hòa đi hơn rất là nhiều so với năm 2018 rồi. Vậy thì những nhà sản xuất họ sẽ phải làm gì để có thể giúp cho sản phẩm của họ nổi bật hơn so với những hãng khác? Hôm nay thì mình có mang đến ở đây một chiếc màn hình đến từ thương hiệu AOC với một trong những cái thông số nổi bật chính có thể kể đến, đó chính là nó sẽ được trang bị tấm nền đó chính là TN với tần số quét 144Hz, công nghệ AMD FreeSync, và đây là một trong những chiếc màn hình cong. Và ngoài ra thì nó còn được trang bị những cái tính năng hay ho gì nữa, nó có thể trở thành một trong những chiếc màn hình mà anh em đáng lựa chọn nhất trong phân khúc ở mức giá 6 triệu đồng hay không? Hãy cùng mình bắt đầu tìm hiểu sản phẩm này trong video ngay sau đây. Đầu tiên, đương nhiên rồi thì mình sẽ nói về phần thiết kế ở trên chiếc màn hình này. Có thể nói thì trong phân khúc 6 triệu thì đây là một trong những chiếc màn hình 144Hz có thiết kế gần như là đẹp nhất hướng tới đối tượng, đó chính là các anh em game thủ, từ phần mặt trước cho tới phần mặt sau của chiếc màn hình mình đang kể trên. Với việc thiết kế giữa tông màu đỏ và đen, nó sẽ tạo nên cái vẻ hầm hố và cực kỳ game thủ mà rất nhiều hãng đã áp dụng thành công với sự kết hợp này. Về phần mặt chân đế thì nó sẽ được thiết kế theo hình dạng chữ V. Các góc cạnh thì được làm sắc cạnh, nó sẽ tạo nên cái độ chắc chắn không chỉ qua vẻ bề ngoài mà khi anh em sử dụng thì nó cũng tương tự như vậy. Đi đến phần trụ là nơi trung gian kết nối giữa phần chân đế và phần màn hình thì nó sẽ chỉ được làm bằng chất liệu nhựa. Tuy nhiên thì nó vẫn đem đến cho chúng ta một trong những cái độ chắc chắn nhất định, và AOC còn khéo léo khi mà làm thêm một cái lỗ để anh em có thể đi dây một cách gọn gàng và đẹp mắt hơn. Về chiều rộng thì chiếc màn hình này nó sẽ có kích thước là 27 inch, tỷ lệ 16:9, thì đây là một trong những kích thước theo mình là lý tưởng để đảm bảo việc chơi game và giải trí. Nó không bị quá lớn hay là quá bé gây nên cái hiện tượng mỏi mắt trong quá trình mà anh em sử dụng. Độ cong của chiếc màn hình này sẽ là 1800R, đảm bảo được cho anh em khi mà nhìn vào màn hình này nó luôn ở trong một cái tiêu cự nhất định, thay vì việc anh em sử dụng 2 cho tới 3 màn. Và để nói về các phím tắt thì đây là một trong những điểm đầu tiên mà mình chưa thích ở trên chiếc màn hình này. Các phím tắt này thì nó rất là cứng, khi mà mình ấn vào thì mình phải sử dụng một cái lực rất mạnh mới có thể ấn và sử dụng được. Giá như mà AOC làm kiểu giống như joystick hay là các phím bấm này nó mềm hơn một chút thì có thể dễ dàng sử dụng hơn. Về cái phần giao diện của các phím tắt này thì nó cũng khá là trực quan. Các bạn có thể điều chỉnh được một số cái như là ánh sáng hay là màu sắc, rồi có một cái phần riêng đó chính là chế độ game setting để anh em có thể thiết lập làm sao phù hợp với cái nhu cầu mà anh em đang sử dụng. Vì đây là năm 2019, thế nên ngoài một sản phẩm nó có một cái hiệu năng tốt thì thiết kế của nó cũng phải đẹp tương tự. Và ý mình đang nói đến đó chính là về phần viền màn hình. Các bạn có thể thấy đó chính là hai phần cạnh trái và phần cạnh phải, cũng như là phần cạnh trên thì nó sẽ được làm siêu mỏng. Và cái độ mỏng của chiếc màn hình này thì theo mình đo thì đó sẽ chỉ bằng 1/3 đốt ngón tay mình mà thôi. Ở phần cạnh đáy thì nó sẽ dày hơn một chút, thì đây là nơi đặt logo AOC cũng như là các biểu tượng của các phím tắt. Về các cổng kết nối thì chúng ta sẽ có đó chính là hai cổng DisplayPort, một cổng HDMI, và một điều mình rất là khó hiểu khi mà AOC vẫn giữ lại cái cổng DVI khi mà nó chỉ có thể xuất tối đa là Full HD với 60fps, trong khi chiếc màn hình này sở hữu đó chính là Full HD với tần số quét lên tới 140Hz. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một jack cắm 3.5mm, và cuối cùng nữa đó chính là một đầu cắp nguồn. Và cuối cùng thì mình sẽ nói đến cái điểm mà mình thích nhất về phần thiết kế ở trên chiếc màn hình này, đó chính là các bạn có thể dễ dàng nâng lên, hạ xuống, rồi quay sang trái, quay sang phải làm sao phù hợp với mắt nhìn của chúng ta nhất. Một trong những cái điểm mà rất ít hãng làm màn hình trong phân khúc 6 triệu hướng tới đối tượng gaming làm được điều này. Trước khi đi vào phần trải nghiệm ở trên chiếc màn hình này thì mình sẽ nói đến cái phần cứng mà nó đang sở hữu. Được sở hữu màn hình cong với kích thước 27, độ phân giải là Full HD, tấm nền đang sử dụng là VR, tần số quét 144Hz, thời gian đáp ứng là 1ms, và đặc biệt được trang bị công nghệ AMD FreeSync. Và khi mà trải nghiệm thực tế thì đầu tiên đó chính là khi mà mình chơi những tựa game thuộc thể loại FPS thì có thể nói với tần số quét 144Hz và được trang bị công nghệ AMD FreeSync thì nó sẽ đem đến cho chúng ta một trong những cái trải nghiệm chơi game có thể nói là mượt cũng như là rất là phê.
Cảm giác khi mà mình chơi ở trên chiếc màn hình này thì cái nhân vật của mình lúc nào nó cũng nhanh hơn. Lúc trước khi mà chưa sử dụng những chiếc màn hình 144Hz thì mình cứ tưởng thì nó sẽ không khác biệt so với 60Hz là bao nhiêu. Tuy nhiên khi mà chúng ta được trải nghiệm ở trên chiếc màn hình 144Hz này rồi thì các bạn nó sẽ thấy được cái sự khác biệt rõ rệt ở trên hai chiếc màn hình đó. Khi mà nhân vật của chúng ta nó sẽ nhanh hơn một chút so với chiếc màn hình 60Hz, đó chỉ là cái cảm nhận của mắt nhìn của chúng ta mà thôi. Và cái việc mà hiện tượng bóng ma nó cũng không còn xuất hiện ở trên màn hình 144Hz nữa. Và cái tính năng giả lập tầm ngắm thì cũng được trang bị ở trên chiếc màn hình này, giúp cho những anh em chơi những tựa game FPS khi mà bắn sniper, khi mà địch ở gần thì thay vì việc bật tâm lên thì anh em chỉ việc chỉ tâm. Sau khi mà test game xong thì mình có ra ngoài và mình vào Facebook cũng như YouTube. Đầu tiên thì đối với Facebook, khi mình lướt new feed thì do nó được trang bị cái tần số quét 144Hz, thế nên thì mình cảm giác mình lướt nó rất là mượt và nhìn nó rất là sướng. Còn khi mà mình chuyển qua xem YouTube với một số những cái video ở độ phân giải độ chính là Full HD 60 frame, các bạn có thể thấy trên màn hình, thì cảm nhận của mình so với một số những mẫu màn hình đến từ Dell nó đang được sử dụng tấm nền IPS thì cái màu sắc của nó sẽ đậm hơn một chút. Và cái cảm nhận của mình thì cái màu sắc của tấm nền ở trên chiếc màn hình này nó sẽ hơi hướng đó chính là ám hồng một chút. Tổng kết lại về phần hiệu năng ở trên chiếc màn hình này, đầu tiên mình sẽ nói đến những cái điểm mà mình thích ở trên chiếc màn hình này đi. Các bạn có thể thấy được trang bị một trong những cái thông số phần cứng khủng nhất ở trên những chiếc màn hình có ở thời điểm hiện tại, như thời gian đáp ứng chỉ là 1 ms, tần số quét 144Hz, công nghệ AMD FreeSync, màn hình cong các thứ. Nó đem đến cho mình một trong những trải nghiệm khi mà chơi game trên chiếc màn hình này phải nói là thực sự là đã cũng như là sướng. Tuy nhiên những cái điểm mà mình không thích, đầu tiên mình có thể kể đến đó chính là tấm nền VR. Khi mà mình xoay ngang xoay dọc màn hình này thì cái tấm nền VR này nó có một cái độ bao phủ màu không được rộng, vậy nên thì cái màu sắc khi mà mình xoay ngang xoay dọc này nó bị thay đổi đi rất là nhiều. Thứ hai đó chính là cái độ sáng của chiếc màn hình này nó không được cao khi mà tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp so với những chiếc màn hình đang được sử dụng tấm nền IPS. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn kết luận đến cho anh em về chiếc màn hình này. Để chốt lại về chiếc màn hình C27G1 này thì mặc dù nó đã vấp phải một trong những cái rào cản không đáng có thể kể đến, đầu tiên đó chính là các vị trí phím bấm của các công tác điều khiển thì nó khá là cứng, khiến mình rất là khó thao tác trong quá trình khi mà mình sử dụng. Cái thứ hai nữa đó chính là nó được sử dụng tấm nền VR, thế nên thì các góc nhìn khi mà mình thay đổi thì nó sẽ bị sai lệch màu đi một chút, cũng như là cái độ tương phản của nó không được cao so với những tấm nền IPS. Và đó là những gì mà mình chưa thích ở trên cái màn hình này. Tuy nhiên những cái điểm mà mình thích ở trên chiếc màn hình này, đầu tiên đó chính là nó có một trong những thiết kế rất là đẹp cũng như là đậm chất game thủ. Ngoài ra thì viền màn hình của nó cũng rất là siêu mỏng. Rồi được trang bị tần số quét 144Hz giúp cho việc khi mà chúng ta chơi những tựa game FPS thì nó sẽ sướng cũng như là nó sẽ mượt hơn rất nhiều so với lại những chiếc màn hình khác. Và đó là tổng những gì mà mình muốn chia sẻ cho anh em về chiếc màn hình C27G1 đến từ thương hiệu LG này. Anh em có ý kiến như thế nào về chiếc màn hình này? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp.